chào tất cả các bác nhá. Đây, em vào đường uống nước đây mà nó cứng quá các bạn. Các bác xem cho xin một like và đăng ký nhá. Các bác xem video đừng quên nhấn vào nút tam giác nhỏ nhỏ. Màn hình xem video dài ủng hộ em nhá. Vào cái rãnh này cô điếc nó đi nhiều cứng kinh khủng luôn. Gặp quả này hơi xương các bác. Lắp cái đường ống nước chạy ngang qua đây này, qua cái đường này các bác, cho ô tô tiếp nó đi đỡ. Đỡ nó bị kẹt ống. Cứng cưng luôn. Thật đấy. Trên mặt nó có lớp bầy nữa này các bác này. Là hơi cứng.
làm đấy thôi, nghe kịch ở trong ấy. Vừa lớp luôn các bạn ạ, làm siêu nhanh đây. Mấy phút điện đã trôn xong một đường ống nước rồi. Chào tất cả các bạn nha, kết thúc video lại.